Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Lan Hoàng, Trầm Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Và đến sáng ngày hôm nay thì cảnh sát của Anaheim cho biết, thứ nhất đó là họ công bố tên của những nạn nhân trong cái tai nạn mà Lưu Sài Gòn TV đã gửi đến quý vị vào hôm thứ ba tuần rồi, liên quan đến tai nạn ở thành phố Anaheim, mà tai nạn nó thảm khốc, mà ba người đàn ông trong một cái chiếc xe Kia Soul, nó xe SUV loại thường, nhưng mà trong trường hợp này nó đụng đến độ mà chúng tôi nhìn thấy nó mép mó đến độ không nhận dạng ra, như trên cái bức hình mà quý vị đang nhìn thấy. Cảnh sát Anaheim tuyên bố như thế này: để có thể biết được ai sai ai trái, rồi cái chuyện kết quả điều tra phải mất vài tuần lễ nữa, weeks. Một cái chữ weeks này có thể nói là 3 tuần, 4 tuần, hoặc là 7 tuần, 8 tuần luôn nữa. Cái khó khăn là họ muốn tìm hiểu xem ai lỗi, ai trái như thế nào. Nhưng mà chúng tôi từng là nạn nhân trong những cái vụ tai nạn tương tự như thế này, thì chúng tôi mới hiểu được là cái lỗi đó, nó không phải là lỗi của hai cô gái lái chiếc xe Mercedes, mà lỗi của cái anh chàng tài xế lái chiếc xe Kia Soul này. Bởi vì tôi bị can dự vào một cái tai nạn, tôi đang chạy bình thường trên đường Trust, đoạn băng qua đường New Hope, đang chạy ngon lành, mà cũng may mắn là không phải nằm ở bên đường bên trong, mà đường ở bên ngoài. Thì một người thanh niên Việt Nam đang đi làm từ trong hãng, ổng bay ra ngay trước xe của mình luôn, để không có cách nào mà thắng thiết cái gì. Mà tôi nhìn thấy rõ ràng mình đang lái, mà lúc đó tại tốc độ trên 30 dặm một giờ, không phải là nhanh lắm. Thì anh bay ra trước mặt mình luôn, thế là đụng một cái âm, biết đụng nó khủng khiếp luôn như thế nào. Mà cũng may mắn là mình lái chiếc xe Lexus cũng cứng cứng, nhưng cái chiếc xe kia thì thê thảm luôn. Thì sau đó cũng may mắn là có nhân chứng đứng ra làm nhân chứng, nhưng mà cũng không cần nhân chứng nữa, bảo hiểm họ nhìn cái là họ biết được, bởi vì bên kia không có được quẹo trái ra. Từ ở bên trong đường là phải quẹo phải thôi. Đằng này anh bay sang để anh tìm cách anh đi quẹo trái băng ngang mặt xe tụi tôi, thì cái lỗi hoàn toàn là của anh, cho nên bảo hiểm đền hết. Trong trường hợp này thì nhìn vào cái hiện trạng của tai nạn thì mới biết được ba người đàn ông 3 giờ sáng chắc có lẽ là vừa nhậu xong. Bởi vì cái chỗ này chúng tôi biết là nó có cái club của cái người Ả Rập, người Egypt, người Ai Cập á. Thì thay vì nếu mà quẹo phải sang đó, thì chiếc xe này ủi tới nó sẽ đụi phía sau lưng, tức là cái hông xe nó đẩy tới thôi. Đằng này cả ba người này tìm cách quẹo trái, cho nên quý vị thấy khi mà chiếc xe nó ủi vào đó, là người tài xế, người khách ở bên người tài xế và cái người ngồi phía sau đó, là cái xe nó ủi ngang luôn, cho nên nó đụng vào và tan nát cái chiếc xe Kia Soul. Cảnh sát chỉ xác nhận được có ba người, một người 63 tuổi Alexander Smiller ở Los Angeles, từ Los Angeles xuống Anaheim chơi. Một người nữa là Jacob Rowland, 32 tuổi ở La Mirada, trên đường xa lộ 5. Rồi một người nữa là cư dân của Anaheim, Richard Zuniga, 36 tuổi. Thì cảnh sát xác định, chính thức đưa ra ba người nạn nhân này. Hôm thứ Bảy vừa rồi là gia đình của cả ba nạn nhân, họ kéo tới cả 100 người luôn, ngay cái đoạn đường mà tai nạn này, là họ làm lễ tưởng niệm. Mà nếu ngày hôm nay quý vị đi ngang cái đoạn đường Brookhurst với Orange này ở trên phía Bắc đó, quý vị sẽ thấy hoa họ đặt ra rất nhiều. Rồi những cái ngọn nến họ đặt làm đường, họ biến chỗ đó thành một cái chỗ như là cái chỗ tưởng niệm luôn nữa. Thì nó không có xảy ra nhiều, nhưng mà khi mà xảy ra một cái chiếc xe mà CD nó cứng như vậy mà nó còn bốc lửa luôn quý vị hả. Thứ hai nữa đó là
ngay sau khi mà chiếc xe nó bốc lửa đó, thì hai cô gái này nó còn, nghĩa là chưa có bàng hoàng hết, thì may mắn trên đường họ nghe tới, họ mới chạy tới kịp. Thì có một người lấy chiếc xe dìu hai cô gái vào trong xe để đưa tới bệnh viện. Cho nên cảnh sát không có xác định đây là một cái trường hợp mà gây tai nạn rồi bỏ chạy. À, bởi vì hai cô gái này thực sự đến giờ phút này cái chấn thương này cũng còn nặng nữa. Họ muốn tìm hiểu được là có hai người tới để đưa cô gái lên bệnh viện. Rồi hai cô gái này họ muốn đo lường cái tốc độ chiếc xe nó như thế nào để mà xem ra. Họ nói rằng một phần là cũng chiếc xe cũng chạy khá nhanh bởi vì có một cái camera nó quay được đó. Thì chúng tôi nhìn thấy cái đoạn đó thì chạy khá nhanh. Nhưng mà nhìn ra cho dù nhanh đó thì hai cô này cũng nếu mà bị chặn lại đó thì cũng vi phạm cái tội lái quá tốc độ thôi. Nhưng mà trong trường hợp này rõ ràng không phải là lỗi của hai cô để tạo nên cái tai nạn này. Lỗi là cái người trong bãi đậu xe đi ra ngoài mà không chịu nhìn. Họ ỷ y hoặc là say rượu rồi 3 giờ sáng nghĩ rằng mình có thể quẹo trái băng qua bên kia được mà không để ý là chiếc xe này nó chạy quá nhanh luôn. Khi mà tôi gây tai nạn, tạo cái tai nạn xong đó thì cái người mà lái chiếc xe anh nói là em không nhìn thấy anh chạy nhanh quá. Còn nói tôi chạy nhanh quá nữa chứ. Wow. Em không nhìn thấy anh. Nhưng mà cái đó không phải là cái lỗi của cái người lái trên đường mà cái lỗi của cái người ra không chịu nhìn, không chịu dừng lại để chờ chiếc xe qua rồi mới ra. Hôm tuần rồi khi cái tin để lên á, thì cảnh sát cũng đã khi mà đến hiện trường thấy 3 người chết mà không thấy tài xế của cái chiếc xe Mercedes đi đâu. Thì họ đã đăng giống như là truy tìm hai người này ở đâu, tưởng như là một cái trường hợp hit and run. Nhưng mà sau đó thì mới khám phá ra rằng là hai người phụ nữ đó ở trong bệnh viện và bị thương rất là nặng. Và cũng giống như anh Thụy nói đó, lại được người đi đường người ta đưa vào trước khi mà cảnh sát xác may đến. Ghê ha, nếu mà xảy ra ở cái đoạn đường vắng là chắc hai cô gái này cũng chết luôn. Bởi vì sao? Chiếc xe mà xây đi nó bốc lửa luôn. Cháy ghê quá, khủng khiếp. Đi ra đường bây giờ thấy cái gì cũng có thể là nó đáng sợ hết. Nguy hiểm nhất là lúc mà đèn đỏ, đèn xanh vừa bật lên á. Mà tại vì có những cái kẻ mà nó vượt đèn đỏ đó. Anh Thụy vừa mới nói cái chuyện cái đèn đỏ đó. Thì anh Thụy là người đã có gặp tai nạn rồi. Ngọc Lan thì cũng trong gia đình luôn. Khi mà đèn đỏ mà mình chuẩn bị đèn xanh bật lên á. Thì nên, người ta nói là nên mình dừng lại 1 giây, 2 giây trước khi chạy. Là bởi vì sao? Lúc đó có những cái chiếc xe ở cái hướng bên quẹo trái quẹo phải hay là chạy thẳng tới á, họ đang còn cái đà cho nên họ chưa có nhìn thấy, họ thấy đèn vàng và họ nghĩ là họ vượt qua được, thế là họ nhấn ga, họ tay một cái qua. Thì lúc đó họ thì cố gắng là quẹo đèn xanh, thấy đèn xanh bật lên là vừa quẹo ngay chỗ Euclid trên đường First, quẹo trái qua Euclid, một chiếc xe của một người phụ nữ lớn tuổi đâm một cái âm luôn. Bà nói là tôi thấy đèn vàng nhưng mà tôi nghĩ tôi qua được cho đèn của tôi vẫn còn vàng, nhiều người nói như vậy đó. Nhưng cho nên mà họ vẫn thì băng. Nó đã qua đèn đỏ nhưng rồi. Mà thực sự có nhiều người còn đèn vàng họ vẫn ráng băng qua. Có người kia nhìn thấy cái chiếc xe đó phải dừng lại, quý vị tưởng tượng không, là tôi nghĩ rằng có nhiều người nói ôi mà họ không đoán được cái tốc độ của chiếc xe đó. Họ nghĩ rằng chiếc xe đó đèn vàng họ sẽ phải dừng lại cho nên mình được quyền băng qua. No, quý vị không có được quyền băng qua khi thấy chiếc xe nó vẫn còn tới. Mình vẫn chưa phải, cái đèn của mình á, nó đang chuyển sang từ vàng tới đỏ. Mình đang đứng ở giữa cái intersection, tôi đang giữa đoạn đường đó. Mình vẫn phải chờ thật là an toàn mình mới được quẹo trái. Đèn xanh rồi, nó bật lên đây xanh rồi mà người kia vẫn nha. Cho nên khi mà đèn xanh chuẩn bị chạy cũng phải dừng một giây nhìn hết mấy phía coi là có cái xe nào đang lao tới mà hãy đi. Ngọc Lan thấy cái đó là cái cách an toàn nhất. Ở quận Cam này hôm nay tin buồn cho những quý vị nào đi mua nhà. Sao cái tin tức về nhà cửa đó nó đăng lên ngoài thưa quý vị. Có thêm 8 zip code. 8 zip code. Bây giờ trong 8 cái zip code này nhà là trên bạc triệu. Tăng thêm, tức là năm ngoái á, có 16 ngôi nhà có cái zip code 6 khu, có miễn 6 khu. Dạ, 16 khu là zip code, cái nhà đó là trên 1 triệu. Năm nay cộng thêm vô 6 nữa là thành 22. Thành 20 và 22 khu nhà như vậy. Kinh khủng. 83 cái zip code ở quận Cam. Trong số này có 22 cái zip code là không có căn nhà nào dưới 1 triệu hết. Mà có những nơi rất là gần mà ở đây. Mà Ngọc Lan biết trong cái giá mà họ nói là 1 triệu vào đây đó. Thứ nhất là cái nhà nó nhỏ xíu ha. Thứ hai nhà cũ thì cũ mới giá 1 triệu. Chứ còn bình thường ở những cái zip code, chẳng hạn zip code của
Santa Ana. Quý vị có thể tưởng tượng ở Santa Ana có mấy cái zip code ngày hôm nay giá trên 1 triệu rồi. Chúng tôi nhìn vào trên cái danh sách mới thấy mình hết hồn luôn. Chẳng hạn như cái zip code 92705, 1 triệu 2 trở lên, tăng gần 20%. Nhà ở San Clemente đi về hướng Nam, zip code 92673 đó, 1,25 triệu, tăng 40%. Tức là có những người họ đi muốn đi một cái nơi nó gần gần núi núi, đẹp đẹp mà xuống biển cũng được. Tức là những căn nhà mà nhìn trên đồi cao nhìn xuống biển đó, thì đó là ở San Clemente. À, giá nhà trung bình ở Irvine hôm nay 92602. Lẽ đương nhiên Irvine cũng có những cái khu vực nhà dưới 1 triệu. Nhưng mà hôm nay đây là những cái zip code mà trên OC Register gửi đến. Ngay cả Villa Park, chúng tôi không ngờ Villa Park trước đây là cái khu vực nhà rẻ lắm. Mà hôm nay khi khu này, khu trên đồi, núi rất là đẹp đó thưa quý vị. Giá tăng 78%. Bởi vì họ nói cái khu đồi núi này nó chỉ có bao nhiêu căn đó thôi, không còn xây thêm được nữa, có bao nhiêu ngọn đồi đó thôi. Thì hôm nay nếu mà lên trên đó kiếm một căn nhà, năm ngoái đó nó còn dưới 1 triệu, triệu mấy. Năm nay thì 2 triệu 160 ngàn. Giá là giá trung bình, Ngọc Lan. Giá trung bình chứ không phải là cái giá cao ghê nhất. Quá. Ghê quá. Ghê quá. À, sắp tới đây thì Garden Grove với lại Westminster. Hy vọng. Nhưng... không, Garden Grove hy vọng. Garden Grove Westminster cũng sẽ trong tương lai nó nằm trong cái zip code nhà trên bạc triệu. Nhưng mà những người nào mà có ít tiền á, thì cũng có thể tìm những căn nhà dưới 600 ngàn. Một hồi nữa nói tiếp. Có tiếp rồi. Mà hết giờ rồi. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị nha.